đây, Alan Becker đã trở lại với một series mới, đó là sự nghiệp YouTube của thằng màu xanh lá. Còn bây giờ, let's go. Bây giờ để coi coi thằng màu xanh lá lập kênh YouTube như thế nào. Mình nghĩ là cái video này thì nó cũng liên quan tới editor, nỗi lòng của editor cắt tùm lum á. Các bạn xem là các bạn biết à. Giống như bạn editor của tôi cắt khổ lắm các bạn. Cho bạn đó một like đi. Đây. Đầu tiên, để có được một cái video cho các bạn xem thì chúng ta phải có cái phần mềm quay và bực quay. Thì ở đây, thằng màu xanh lá nó kiểu kêu mấy đứa kia quay bằng điện thoại luôn mọi người. Oh. Ok. Tôi khá chắc là đây là phần mềm AN à, không phải Photoshop à. Mọi thứ chỉ quay bằng điện thoại ra sao. Ghê ghê ghê. Cái búa này quen quen. Video đầu tiên trên kênh YouTube của thằng màu xanh lá là nó chơi bóng gỗ cùng bạn bè. Ghê. Ác quỷ. Nhân vật chính có khác mọi người ạ. Làm quả cuối chốt đơn. Ok. Sau khi mà xong cái khâu quay rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến một cái khâu rất là đặc biệt. Đưa sụt cho tao, đưa sụt cho tao. Tao phải đi edit liền. Rồi, chúng ta sẽ tới một cái khâu khá là quan trọng. Bắt đầu chỉnh sửa và cắt ghép. Đây. Ok, bây giờ chép sụt vô và ném. Đây là sụt thô đúng không? Là kiểu một cái video mà các bạn quay thôi, chưa chỉnh sửa gì cả. Đây là lúc mà kiểu bàn tay ma thuật của editor nhúng tay vào. Cắt tới luôn, cắt tới cùng kích luôn. Lỗi tôi nói hơi thô. Bạn editor có gì cắt khúc này nha. Nó cắt tới luôn các bạn. Không chèn nhạc, không chèn hiệu ứng, không chèn cái gì cả. Ok, chỉ cắt thôi cũng được. Và sau đó là ấn vào nút xuất video. Dễ vậy sao? Cái máy này mạnh lắm, nó xuất video bao nhanh luôn mọi người. Ok. Thật ra nãy chúng ta coi rồi. Cái đoạn nãy là nó là cái vậy đó mọi người. Ok, bây giờ chúng ta đăng lên nền tảng Rintubi màu xanh lá. À, YouTube. Ê, cái cô gái Luffy này, nó ngồi, nó học từ quanh năm suốt tháng mà không thấy nó tốt nghiệp, không thấy nó nghỉ ngơi ăn uống gì luôn á mọi người. Trời ơi, có khi mà hả, tôi nhớ có một đợt là mà kiểu kỷ luật là hình như là nó livestream mấy ngàn hay là mấy trăm tiếng gì á, tôi không nhớ. Học như là kiểu như là học cả đời á. Rồi. Cũng làm YouTuber mới nhú, phải đăng ký một cái tài khoản cho nó hẳn hoi đúng không? Đúng. Green Stick Figure. Các bạn sờ thử coi coi kênh này có không nha. Tôi nghĩ là khá chắc là có đó mọi người. Oh. Ok. Kỹ xảo đỉnh cao chưa. Cái vụ nổ mà nó có còn kèm một tí phong xanh nó chổng nữa mọi người. Ok. Ủa có Black Myth Wukong Minecraft cái kiểu này. Đây. Chỉnh lại. Nó sai sai. Thiếu trang phục. Ok, sau khi mà video đầu tiên được đăng lên, bắt đầu kiểu có kịch bản cũng như là có ý tưởng cho video sau rồi. Nhưng mà dựng cả thành phố vậy. Máy bay. Đây là lúc mà đi chọn lọc những cái hiệu ứng mà thường xuyên sẽ chèn vào của kiểu vậy. Oh, biết làm kỹ xảo luôn. Đi qua phong xanh một cái thôi là khiến cho cái thằng đó bay trên không vậy đó mọi người.
siêu anh hùng với lại phản diện khổng lồ. Phút này chúng ta cần phải cho Loki, có nghĩa là kiểu bỏ đi cái phong xanh lá đó mọi người. Yo. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt. Dùng gì đây? Cắt từ dưới. Đỉnh. Không ngờ dễ vậy luôn á. Thiệt nha, mấy thằng này có học qua cái khóa đào tạo nào không mà tưởng nó từ những đứa mà ta sinh tồn trong thế giới Minecraft rồi đánh đấm cái kiểu. Tự nhiên hôm nay rảnh háng đi dựng một cái kênh làm YouTube. Đúng là YouTube là vui của mọi người. Mirror đang chạy với cái hệ thống bộ nhớ rất là thấp. Làm ơn lưu cái project lại, nếu không là mày không nhấn nút sell là có khi mà cái máy mày sập một cái là mày sẽ bị mất hết. Không quan tâm. Tôi hiểu được cảm giác của editor. Mỗi lần mà tôi nhìn vô cái màn hình của editor là kiểu nó dày cộm như vậy nè mọi người. Ok, để coi là sản phẩm như thế nào nha. Cá chắc là sập, tại nãy nó không chịu sell. 5 tiếng. Để quá lâu. Chèn cho đóng kỹ xảo vô. Fail. Cái kiểu xuất video này nó có một chút bị hư hỏng gì đó. Ok, nhưng mà cứ bấm play trước đã. Xuất lại video. Tháo ra hết mọi thứ nhìn nó đúng phèn luôn nè, coi nè. Nghĩa là máy không đủ mạnh để sử dụng những cái hiệu ứng đó. Ok. Rồi bây giờ vô coi. Trời ơi, nhìn cái bầu trời kìa trời. Bầu trời này là kiểu nó lắp mấy cái block trong Minecraft nè mọi người. Ô nô, chạy đi. Không có âm thanh luôn, âm thanh nghe không có chất lượng gì luôn. Ở đường phố nhìn lõ chưa kìa. À, buồn buồn. Ok. Uầy. Phiên bản này nó bị glitch mọi người ạ. Nó mọi người, nó bị glitch rồi. Đây là cái bọn nghĩ là sẽ đối đầu với lại cái đám kia. Oh no. À, Stickman Godilson. Ok. Được đạo diễn hình ảnh bởi thằng Rin mình sẽ lá đó mọi người. Anh em nó có bao nhiêu thằng nó ném lên hết rồi. Hay đấy. Chỉ vì máy của tụi mày không đủ mạnh, tụi mày dám bỏ rơi một cái sản phẩm lỗi như tao, sẽ trả thù. Được không? Làm gì đó đi. Ồ! Làm gì anh em tao vậy? Oh no! No! Ok, đây là đến với lại món ăn tinh thần cho fan nè. Đây là cách làm video của Alan nè. Tận dụng những gì trong một cái phần mềm đó mang ra hết. Như là đây rồi. Lightning, đánh ánh sáng. Giỡn mặt.
Nhưng mà cái từ lightning ở trong cái việc tác động thì nó là sẽ sử dụng kiểu đánh điện vào chứ không phải là đánh ánh sáng. Duplicate nó sử dụng những cái effect, những cái hiệu ứng để gọi là đấu nhau với tụi này. Kiểu cái duplicate này là kiểu nhân bản ra đó mọi người. Cái nhân bản ra 5 thằng à, FX ghê vậy. Không được rồi, mình cũng phải lấy đồ chơi chơi với thằng này thôi. Ok, anh em ta mỗi người cầm một cái thần khí đi. Thần khí Adobe. Đâu? Tôi không biết là khi mà các bạn edit video cho tôi á, bạn coi kiểu bạn cũng kiểu wow. Oh my god. Oh. Quê cái súng gì ghê vậy? Tận dụng cái cục đó luôn. Mày, mày tan biến, còn lại thằng cuối cùng. Oh no. Ok, càng ngày nó càng bị gọi là hỗn loạn mọi người, nó nạp hết tất cả những cái hỗn loạn vào tâm trí nó. Oh no. Oh no. Ôi, càng ngày nó càng quyền năng á, nó nạp hết cái đống đó vô là kiểu nó vô ma trận rồi, nó cái gì nó cũng làm được luôn ý. Đừng cho nó ăn nữa, hạ cái màn hình xuống. Nhiệm vụ của chúng ta là ném cái video đó vào thùng rác và xóa nó đi. Lên. Nó có thể làm chậm thời gian luôn. Gaussian, không biết đồng sao á, Gaussian blur, nhưng mà làm mờ bản thân mình. Mày bắn nó. Đây rồi. Ok, nhiệm vụ bây giờ click chuột phải và bấm delete thôi. Bây giờ nó nằm trong thùng rác rồi. Xóa nó nhanh, nó không khác gì một con virus cả mọi người. Ok. Khoan đã. Làm gì làm, chụp tấm hình selfie. Thì đây. Ok. Bạn đã nhận được cái gì đây? Người đầu tiên bình luận trên kênh của nó mọi người ạ. Cái này hay nha. Yeah. Các bạn biết không, những cái lời đầu tiên bình luận mà kiểu khen á, nó sẽ là cái động lực, là cái nền tảng cho một YouTuber mới nhú có thêm động lực, có thêm niềm tin vững chắc để tiếp tục cái con đường YouTube. Vậy là video này tới đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Cuối cùng chúng ta cũng đã có một series mới cho thằng màu xanh lá nói chung và anh em người que nói riêng. Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Bye bye, peace.